Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin dự báo thời tiết. Dự báo thời tiết đêm ngày 6 tháng 6 và ngày 7 tháng 6 mới nhất. Thưa quý vị, cảnh báo mưa lớn ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An. Hôm nay, ở khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đã có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa tính từ 0 giờ đến 15 giờ ngày 6 tháng 6 có nơi trên 40mm như Na Sơn, Điện Biên 50mm, Võ Nhai, Thái Nguyên 62,4mm, Giao An, Thanh Hóa 52,6mm. Dự báo chiều tối và đêm nay ở Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An sẽ tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 đến 20mm, có nơi trên 50mm. Cảnh báo từ gần sáng ngày 8 tháng 6 đến ngày 9 tháng 6, ở khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to. Lượng mưa phổ biến từ 40 đến 120mm, có nơi trên 200mm. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có thể gây ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp. Cảnh báo lũ quét sạt lở đất ở khu vực Bình Định. Từ 12 đến 14 giờ, ở khu vực Bình Định đã có mưa vừa mưa to, như xã An Nghĩa 58,4mm, xã Quang Tới 30,2mm. Dự báo trong thời gian tới, khu vực Bình Định sẽ tiếp tục có mưa với lượng mưa phổ biến từ 10 đến 30mm, có nơi trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại các tỉnh Bình Định, đặc biệt các tỉnh huyện Hoài Ân, Hoài Nhơn, Phù Cát, Vĩnh Thạnh. Và sau đây là dự báo thời tiết ngày 7 tháng 6 tại khu vực Hà Nội. Khu vực Hà Nội ngày mai sẽ có nhiều mây, có lúc có mưa rào và dông, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ đêm nay và ngày mai sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, có nơi dưới 22 độ. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, có nơi trên 32 độ. Khu vực tại phía Đông Bắc Bộ, dự báo Đông Bắc Bộ ngày mai sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, vùng núi có nơi dưới 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Ở khu vực phía Bắc Trung Bộ, dự báo khu vực Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế vào ngày mai sẽ có nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to ở phía Bắc. Phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc từ 31 đến 34 độ, có nơi trên 34 độ. Phía Nam từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Thời tiết khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận, dự báo đêm nay và ngày mai, tại Nam Trung Bộ sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng có nơi nắng nóng gay gắt. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Tây Nguyên. Tại khu vực Tây Nguyên, dự báo đêm nay và ngày mai sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 24 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ. Xuống đến thời tiết khu vực Nam Bộ. Tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh khác thuộc Nam Bộ, đêm nay và ngày mai, dự báo sẽ có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có thể xuất hiện lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 28 độ, nhiệt độ cao nhất từ 34 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ.